Hello mọi người. Hello mọi người. Hello mọi người. Xin chào hello mọi người. Xin chào các fan của Rose. Trời ơi ngủa. Bây giờ tụi mình sẽ đi qua tiệm mì chú Tắc để ăn. Ăn trưa. Bây giờ là mấy giờ ta? 14 giờ 20 phút rồi. 2 giờ chiều rồi mọi người. Bây giờ mọi người mới bắt đầu xuất phát đi ăn trưa nè. Thấy có nết không? Toàn dân có nết không nè? Thật ra là thức là lúc 10 giờ sáng đó. Có 4 tiếng make up chứ nhiều. Kêu hai cảo sò đen kè, xíu mại gạch cua. Rồi nhưng mà 4 giờ chiều mới mở cửa cho nên chuyển hướng đi ăn bao điên sâm mọi người. Hôm nay là tụi mình dành một ngày để ăn chơi, để đưa bà nội đen trong nhóm lên đường đi nước ngoài mọi người, đi Mỹ định cư. Đây mà đen. Mọi người thấy đủ trở thành Mỹ đen chưa mọi người? Mọi người cho con công bằng đi. Mình rất là thích cái sa tế tôm ở chỗ này nè mọi người. Rất là ngon. Cheers. Trời ơi. Nghĩ sao mèo mà ăn xương bà nội. Mà xương heo phải chi chọi xương cá thì mèo nó quả mai nó còn ăn. Nghĩ sao xương heo. Mà đó giờ bà thấy con mèo nào mà nó cầm cục xương heo nó cạp chưa. Bà già này thiệt chứ. Mèo mà ăn xương bà trời nhỏ muốn lên thì ám sát rồi đó. Không biết thiệt, không biết thiệt con mèo nó hồi đó ăn xương không. Tụi mình vừa ăn dim sum xong, coi như là ăn sáng, bây giờ đi ăn mì chú Tắc ăn trưa. 4 giờ chiều rồi mà mới bắt đầu ăn trưa. Hôm nay là cứ cách trung bình 1 tiếng rồi tụi mình đã ngủ. Hơi bị vất vả đó bên này. Ăn bù mấy cử hồi sáng giờ ngủ không rồi, cho nên là 2 giờ thì ăn sáng, 4 giờ rồi ăn theo trưa. Cái lịch trình tối rồi là... cứ theo lịch trình đó thì 6 giờ thì sẽ là ăn chiều. Lần nướng nằm rồi bộ. Tối còn ăn tối và ăn khuya nữa nha mọi người. Còn tráng miệng là xôi xòi. Trời ơi. lịch trình ăn uống dày đặc luôn. Hơi bị vất vả. Mới ăn sáng xong lúc 2 giờ, bây giờ 4 giờ qua ăn trưa, phải có một ly nước ép thơm để xuống mọi người. Để đồ ăn nó đi xuống, bây giờ qua ăn trưa nè, ăn cho đủ cử phải ốm. Giới thiệu cho các bạn đi. Đây, cái này là hoành thanh thịt. Cái này là mì khô của chú Tắc nè, với lại nước súp. Súp của tô mì này. Bây giờ mình sẽ thử hoành thanh nha. Thử miếng súp nè, coi nó ngon không. Nói chung cái nào mà không có rau là mình thấy ngon rồi đó. Tự nhiên cái mình nói chuyện mà bạn không quay vô mặt mình, quay vô cái tô đó. Xong rồi. Nói cái từ nói với bạn. Rồi làm lại đi. Nè, nước súp rất là trong. Với lại cái tô nào mà nhìn không có rau đó là mình thấy ngon rồi đó. Còn có rau mình nhìn không thèm đó bạn ơi. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Một hồi mới nêm nếm chanh ớt sao. Bây giờ mình ăn vị nguyên bản trước. Gặp miệng nước súp trong rồi.
một đứa ăn nè, mà ba đứa treo mỏ nè, kể cả mình luôn nè, thấy không, treo cái mỏ. Sẽ ăn thử sợi mì ở đây nha. Cái đó không phải sợi mì nha, nó sợi tóc. Mì ở đây là mì kéo, sợi mì rất là dai, béo, rất là ngon. Mì tươi á mọi người, chứ không phải là mì kiểu bắt khô khô đâu. Sao review mì cho các bạn đi. Mình ăn xong mình sẽ review mì cho các bạn nha. Ơi xấu. Trời ơi mọi người coi đó. Chỉ mất nết rồi. Coi xấu nết vừa mọi người. Đã mặt mày đen đúa xấu xí rồi thì cái nết ăn nó đẹp một chút mà cũng xấu luôn. Không thể nào đẹp hơn được. Bây giờ tụi mình đang ở làng nước Nam Bộ, 9 giờ tối rồi mới được ăn tối nè mọi người. Đây cánh gà chiên nước mắm. Chưa ngưng cho tới sáng mai. Những đứa trẻ đang đặt ngon rất ở Sài Gòn mà ăn không biết gì. Trong đêm lòng nhạc vô. Trong đêm một bàn chân mưa. Bé xíu, bàn chân bé xíu đâu. Bàn chân bé xíu nè, bé xíu nè. Kìa ráp lại, ráp lại kìa, quay qua, quay qua. Ủa nè, mấy mà anh đặt mấy chỗ. Đặt mốt chiếc ráp mày. Đây tụi mình đang ghé lại đây mua cháo ếch nè. Đây cô cháo sườn của tôi. Đây đưa nhân vật này đi. Bây giờ là 5 giờ sáng, tụi mình đang ở sân bay để đưa bà nội đen đi Mỹ mọi người. Hai bà nội, một bà nội đen, bà nội trắng đang vô lấy vé máy bay rồi mọi người.
kiếm chỗ bán cà phê để ngồi uống đợi bà cô ba check in xong rồi ra nói chuyện một tí trước khi bà cất cánh lên đường. Đây, bà đang đứng ở đó. Người áo xanh đeo ba lô. Đằng sau quay. Nhìn lên. Đằng sau quay. Đằng sau quay nhìn lên. Nhìn lên. Ghê bác à. Kìa như thằng ớt ơ không mọi người. Trong điện thoại nè, đi trang ớt ơ. Người ta ấy lên nè kìa. Đó, kìa. Hướng được lên đó vậy. Khách VIP. Hello YouTuber. Nhân vật chính của ngày hôm nay đã xuất hiện nè, nói với các bạn vài lời trước khi mà không còn xuất hiện trên video của Rose nữa. Rất là vui. Rất là tiếc khi mà phải vắng mặt trên cái kênh của Rose. Chịu được theo dõi. À, một chịu được theo dõi. Tiếc lắm. Tại vì không có xuất hiện trên YouTube của Ro là thiếu tiếng cười thêm cái nên không có được ăn. Tại vì những cái video của Ro toàn là những cái món đặc sản không à. Cho nên các bạn, nhưng mà các bạn nhớ là nhấn subscribe với like video cho Ro. Share. Nhớ share nha. Video. Yeah. Không chỉ là các bạn like, share, phải rủ bạn bè, ba mẹ, dòng họ. Rồi. Chắc đủ hết. Rồi. Bớt làm trò mèo trên YouTube giùm mình. Trời ơi. Trời ơi. Đâu đó gì? Đâu 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 ai đâu quá. Bye bye các bạn. Tới giờ mình phải vô phía bên trong rồi. Giờ lên máy bay rồi. Cho nên là giờ chào các bạn nha. Mà lần sau mà hẹn gặp các bạn á là hy vọng là Bro sẽ không quay, không những quay ở Việt Nam không mà sẽ quay những cái cảnh ở bên Mỹ. Rồi. Rồi hẹn gặp lại. Bye bye. Còn đang luyến tiếc các bạn ơi. Rồi tiễn người xong rồi, bây giờ là go home. Coi như đây là một video clip kỷ niệm thôi. Bây giờ bắt Grab đi về. Nói các bạn biết là mặt của tụi mình là mọc. Chỉ có một chút sao? Mọc hoàn toàn, chỉ có môi son thôi mọi người ơi.